Đây là phía dưới của Đặc viện Hòa Bình. Phía trước kia là công ty thủy điện. Mấy cái rãnh này là chỗ xả nước. Mấy bốn người trẻ em không tính. Đây là nơi xả nước của tuabin ra. Độ nước rất là rộng. Ở phía bên này là nơi xả nước lũ. Các khi nước nhiều ở trên đập thì người ta sẽ xả nước xuống đây. Và đây thì khi nào nước nhiều thì mới xả. Và khi mà xả thì ở đây nó sẽ tạo thành một cái làn sóng rất là đẹp. Đập thủy điện ở bên. Đây là cái cửa xả lũ của đập thủy điện ở bên. Khi mà xả lũ thì nó sẽ tạo nên một làn sóng rất là đẹp, đặc biệt là phía đằng cuối này. Quá
lại livestream.